Binance NFT là nền tảng mua, bán và giao dịch các sản phẩm NFT tương tự như Rarible, OpenSea. Binance NFT chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2021 và được phát triển trên chính mạng lưới Binance Smart Chain của mình. Tuy là một sàn giao dịch NFT sinh sau đẻ muộn, nhưng nhờ thừa hưởng lợi thế từ người dùng có sẵn trên Binance, thì Binance NFT hứa hẹn sẽ sớm trở thành một sàn giao dịch NFT hàng đầu. Trong video này, BitTuốt sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và bán NFT trên Binance NFT Marketplace một cách dễ hiểu và đơn giản nhất. Bước đầu tiên để bắt đầu tạo NFT trên Binance là bạn phải có tài khoản đã được xác minh danh tính và có ít nhất 5 người theo dõi trên hồ sơ người dùng Binance NFT của mình. Ngoài ra, tài khoản phải đảm bảo có đủ số dư BNB hoặc ETH trong ví giao ngay để có thể chi trả các khoản phí. Sau khi đã có đủ các điều kiện trên, bạn đã có thể bắt tay vào thực hiện việc tạo NFT của mình. 1. Tạo bộ sưu tập NFT. Để tạo ra một NFT trên Binance thì trước hết phải tạo sẵn một bộ sưu tập NFT và được phê duyệt trước đó. Vì vậy, bước đầu tiên chúng ta cần làm là tạo bộ sưu tập NFT. Bước 1, bạn sẽ nhấp vào nút tạo trên trang chủ Binance NFT Marketplace và hệ thống sẽ chuyển hướng đến cửa sổ mới và yêu cầu bạn tạo bộ sưu tập NFT. Khi thấy cửa sổ này, bạn hãy nhấp vào cộng bộ sưu tập. Bước 2, lúc này hệ thống sẽ xuất hiện một danh sách thông tin về bộ sưu tập và bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin này để hoàn thành việc tạo, bao gồm các mục sau: hình ảnh logo, giống như hình đại diện của Facebook hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác, bạn cần tải lên hình ảnh đại diện cho bộ sưu tập của mình. Lưu ý cần nổi bật, dễ nhớ và có thể giúp người mua hình dung được tổng thể bộ sưu tập NFT của bạn. Hình ảnh biểu ngữ, tương tự như hình ảnh logo thì đây cũng chính là ảnh bìa đại diện cho tổng thể của bộ sưu tập. Tên bộ sưu tập thể hiện cho nội dung chung của toàn bộ NFT trong bộ sưu tập mà bạn hướng tới. Nếu tên bộ sưu tập bị trùng lặp hoặc chứa nội dung không phù hợp thì bạn sẽ phải thay đổi cho đến khi hợp lệ. Mã, đây là đoạn mã sẽ được sử dụng để tạo ra hợp đồng thông minh của bạn. Bạn có thể đặt mã tùy ý. Mô tả là phần giới thiệu chung về nội dung, chủ đề của bộ sưu tập. Mô tả càng chi tiết thì người mua sẽ dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn về bộ sưu tập của bạn. Danh mục bao gồm các mục như nghệ thuật, thể thao, giải trí, trò chơi, bộ sưu tập, thể thao điện tử. Bạn sẽ chọn danh mục phù hợp nhất với các NFT trong bộ sưu tập của bạn. Mạng lưới. Trên Binance hiện tại đang hỗ trợ hai mạng lưới là BNB Smart Chain, BSC và Ethereum. Tuy nhiên, BSC hiện tại đang có chi phí rẻ hơn và tốc độ nhanh hơn. Đây có thể là lựa chọn thích hợp nhất dành cho người mới bắt đầu. Địa chỉ sở hữu của hợp đồng thông minh. Đây là địa chỉ ví mà bạn muốn dùng để sở hữu NFT. Bạn có thể sử dụng ví có sẵn trên Binance hoặc thêm các địa chỉ ví tập trung khác như Trust Wallet, MetaMask. Phí bản quyền. Là người tạo ra bộ sưu tập, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ mỗi lần mua đi bán lại NFT. Bạn có thể tùy chỉnh phần trăm lợi nhuận trong khoảng từ 1 đến 10% tùy ý. Một điều cần lưu ý là bạn sẽ không thể thay đổi phí bản quyền sau khi đã tạo thành công bộ sưu tập. Liên kết mạng xã hội. Đây là mục cho phép bạn thêm thông tin các kênh mạng xã hội liên quan. Tuy nhiên, bước này không bắt buộc nên bạn có thể bỏ qua nếu cảm thấy không cần thiết. Sau khi hoàn thành xong các thông tin kể trên, bạn sẽ ấn vào nút tạo để hoàn tất việc tạo bộ sưu tập với mức phí ước tính là 0,04 BNB. Và bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để bộ sưu tập của mình được xét duyệt. 2. Tạo NFT. Sau khi bộ sưu tập được hệ thống phê duyệt thì bạn đã có thể tạo NFT của riêng mình trong bộ sưu tập đó. Tương tự như tạo bộ sưu tập, bạn sẽ phải hoàn thành đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu. Đầu tiên là tải NFT của bạn lên hệ thống. NFT có thể là hình ảnh, video và âm thanh. Tiếp đến là thông tin về tên NFT, phần mô tả, mạng lưới, chọn bộ sưu tập bạn muốn, danh mục, tương tự như bộ sưu tập. Một điểm khác là phần thuộc tính của NFT, chính là đặc điểm mô tả về NFT của bạn, có thể là màu sắc, hình dạng, kích thước. Phí bản quyền của các NFT là phí đã có sẵn khi tạo bộ sưu tập. Và cuối cùng là về khoản phí tạo NFT, mức phí hiện tại ước tính là 0,022 BNB cho mỗi NFT. Sau khi kiểm tra lại các thông tin, bạn ấn tạo và hoàn thành. Với việc tạo NFT, bạn chỉ cần mất vài giây để có thể hoàn thành. 3. Bán NFT. Để kiểm tra NFT và bán chúng, bạn hãy nhấp vào niêm yết NFT. Lúc này sẽ có hai cách để bán NFT mà bạn có thể lựa chọn là đặt giá và giá cao nhất. Đặt giá là hình thức bán NFT với mức giá mà bạn mong muốn và do bạn đề ra. Còn giá cao nhất là hình thức đấu giá NFT. Người mua có thể đấu giá NFT của bạn và nó sẽ được bán cho người đưa ra mức giá cao nhất. Nếu bạn là người mới thì bạn nên chọn lựa hình thức đặt giá để bán NFT của bạn. Khi chọn đặt giá, bạn sẽ phải hoàn thành các mục sau. Đặt giá chính là mức giá mà bạn muốn bán NFT của mình. Phí bản quyền. Như đã nói, mức phí bản quyền này đã được đặt sẵn khi tạo bộ sưu tập. Phí nền tảng. Ngoài phí bản quyền thì bạn còn cần phải trả phí nền tảng, chính là mức phí bạn phải trả cho sàn để được thực hiện bán NFT, chính bằng 1% tổng doanh thu. Bắt đầu sau là thời hạn bạn muốn bắt đầu việc thực hiện bán NFT. Bạn có thể chọn niêm yết ngay sau khi xem xét hoặc có thể chọn thời gian niêm yết tùy chỉnh.
ngày hết hạn. Có thể chỉnh giờ và ngày tháng năm mà bạn muốn kết thúc việc niêm yết NFT. Sau khi xem xét lại các thông tin và kiểm tra chính xác, bạn sẽ nhấn xác nhận và hoàn thành. Khi hệ thống hiển thị đã hoàn tất niêm yết thì có nghĩa là NFT của bạn đã được đưa vào danh sách xét duyệt. Và sau khi được xét duyệt xong thì NFT của bạn đã chính thức được bày bán trên NFT Marketplace. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy video của chúng tôi thú vị, hãy bấm nút like và subscribe để chúng tôi có thêm động lực ra các video mới hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn trong video tiếp theo.